Rồi ok, bánh chào quý anh chị, bà con, cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì hiện tại mình đang đứng trước ATM của ngân hàng Sacombank các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái thẻ của ngân hàng Dương Long để mình rút thử tiền trên máy ATM của Sacombank có được hay không các bạn, và số lần rút của nó được bao nhiêu nha các bạn. Đó, và mình sẽ thử kiểm tra tiền và chuyển tiền coi nó có gì khác biệt so với thẻ của ngân hàng Sacombank không các bạn. Rồi mình sẽ lại máy ATM để mình rút tiền thử các bạn. Thì hiện tại hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn xem. Đây mình đang đứng trước ATM của Sacombank nha. Đây là máy ATM của Sacombank. Thì bên mỗi máy đều có cái nút chuẩn bị các bạn rửa tay ha. Đó, thì rút tiền các bạn lưu ý là các bạn có thể rửa tay hoặc là rút xong các bạn rửa tay ha. Thì trên máy ATM của Sacombank thì nó sẽ chấp nhận tất cả các loại thẻ của các ngân hàng các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ rút nè. Thì khi rút các bạn lưu ý dùm mình cái chữ ha, chữ Kiên Long Băng nè. Thì chữ K và chữ B mình sẽ cho vô đầu tiên nha. Cái đầu hướng đầu của nó vô. Đây ngay chỗ đèn chớp. Đây, mình sẽ rút thẻ vô. Đó. Khi mà các bạn cho thẻ vô thì trên màn hình nó sẽ hiện lên cái giao diện là tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu các bạn nào sử dụng ngành tiếng Việt thì sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh thì sử dụng tiếng Anh. Đó, thì nó kêu mình quý khách vui lòng nhập khẩu. Thì mình nhập mật khẩu ở chỗ này nha các bạn. Đây là chỗ nhập ở pin nha. Số là từ 1 tới 9. Đó. Rồi, mình sẽ khi mình nhập thì nó sẽ hiện con ít như thế này. Tại vì nó bảo mật nha các bạn. Rồi thì khi mà nó đưa mình vô trong thì nó có giao diện như thế này, thì nó sẽ hiện tất cả các giao diện như là tra cứu số dư, rút tiền hay chuyển khoản. Mình sẽ tra cứu thử nha các bạn. Đây, mình nhấn mặc định luôn. Không anh nguyên like nha các bạn. Đây là số tiền trong tài khoản mình hiện có ha. Đây có 13.320.436 đồng. Rồi, ok, mình sẽ vô thử chuyển khoản các bạn xem coi cái thẻ khác ngân hàng có chuyển được trên cột của Sacombank không các bạn. Đây, mình sử dụng chuyển khoản, mình sẽ nhập số tài khoản ở đây ha. Rồi, mình sẽ nhập số tài khoản của mình vô. Đó. Sau khi nhập đầy đủ điền kiểm tra lại thì mình sẽ nhấn vô ô xác nhận các bạn. Đây mình sẽ nhấn xác nhận rồi mình sẽ nhập số tiền. Đó. Đây mình sẽ nhập số tiền chuyển, mình sẽ chuyển thử 500.000 các bạn. Rồi, các bạn nhấn xác nhận. Rồi, các bạn muốn in biên lai hay không là cho các bạn ha. Đây nó để đang xử lý. Đó. Thôi các bạn, thì hiện tại thì nó không cho chuyển nha các bạn. Đó, thẻ khác ngân hàng sẽ không chuyển được trên cột ATM của Sacombank nha các bạn. Rồi. Rồi ok các bạn ơi, thì mình sẽ cho thẻ vô lại các bạn để mình rút thử tiền coi nó rút tối đa được bao nhiêu nha các bạn. Thì hiện tại á, đây mình sẽ nhập mật khẩu vô. Thì trên máy nó sẽ cho mình rút tối đa là 3 triệu nha các bạn. Và cái số tiền ít nhất là khoảng 100.000. Đây nó có 3 triệu nè, 1 triệu 500.000, 200.000, 100.000 ha. Đó. Hoặc là các bạn có thể rút ra một số tiền khác ha, số tiền khác ở bên góc trái nè. Đó. Rồi ok, mình sẽ rút thử 3 triệu chứ các bạn. Thì các bạn sẽ nhấn vô ngay chỗ ô mặc định nha. Đó. Rồi các bạn sẽ chọn in biên lai không hóa đơn là do các bạn ha. Nay mình sẽ không in biên lai. Thì các bạn không in biên lai thì nó sẽ đỡ tốn phí hơn các bạn. Đây hệ thống đang xử lý quý khách vui lòng trời tâm dây đát. Thì số tiền rút của khác ngân hàng là 3 triệu một lần rút mà, và số có thể nhỏ hơn ha. Còn rút tối đa thì trong ngày các bạn có thể rút từ 20, 25 hoặc 30 triệu là tùy thuộc vào các khác của cái ngân hàng đó cấp phép rút quà ngân hàng nha các bạn. Rồi thì video mình đến đây là kết thúc ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video ha. Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.